Kim Ngân chào các bạn. Có những câu chuyện cười được mọi người dỉ tai nhau để lại cho ta nhiều bài học quý giá. 7 câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó. Nhưng cười xong, bạn hãy suy ngẫm thật sâu sắc để ngộ ra những chân lý về cuộc đời và có một cuộc sống dễ dàng hơn. Câu chuyện thứ nhất, mất ngủ. Một bệnh nhân mặt mày ảo não đến gặp bác sĩ, nói: "Dạo này trong xóm tôi mới xuất hiện một con chó hoang. Cứ đêm đêm là sủa inh cả lên, không cho ai ngủ. Tôi sắp phát điên lên rồi." Bác sĩ nghe xong liền kê ngay cho bệnh nhân đơn thuốc ngủ. Khoảng một tuần sau, người đó lại đến khám. Lần này trông còn tiều tụy hơn lần trước, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Bác sĩ sốt sắng hỏi: "Anh sao thế? Thuốc ngủ không có tác dụng à?" Bệnh nhân mệt mỏi trả lời: "Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng thức dỉnh bắt con chó đó để cho nó uống thuốc, nhưng nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi không kịp." Bài học rút ra: trước khi hành động phải hiểu thật kỹ chỉ dẫn, kẻo mà xác định sai phương hướng thì kết cục chỉ có xôi học bỏng không. Câu chuyện thứ hai, ngày nọ có một nhà bác học ngồi trên thuyền ngắm cảnh. Nhà bác học hỏi anh Phu chèo thuyền: "Này anh Phu, anh được học kiến thức về sinh vật học không?" Anh Phu đáp: "Tôi không." "Thế là anh phí mất 1/4 cuộc đời rồi," nhà bác học nói. Một lúc sau, ông ta lại hỏi: "Anh có hiểu triết học không?" "Tôi không," anh Phu đáp. "Thế thì anh lại phí mất 1/4 cuộc đời nữa rồi." Được một lúc, nhà bác học lại hỏi: "Thế anh có tìm hiểu khoa học không?" Anh Phu vẫn trả lời: "Tôi không." Đúng lúc này, đột nhiên trời đổ mưa to, phòng bà bão táp nổi lên, những con sóng dữ dằn đập vào mạn thuyền. Anh Phu quay lại hỏi nhà bác học: "Ông có biết bơi không?" "Tôi không," nhà bác học đáp. "Thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy." Bài học rút ra: quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Có những khi biết trăm ngón nghề không bằng chỉ tinh thông thật giỏi một kỹ năng cần thiết nhất. Câu chuyện thứ ba, người mù cầm đèn lồng. Một chàng trai mù đến chơi nhà một người thân. Vì lúc anh ta ra về là trời tối, nên người họ hàng tốt bụng thắp cho anh ta một chiếc đèn lồng để đi đường cho tiện. Người họ hàng nói: "Trời tối rồi, đường tối, cho cầm theo cái đèn lồng đi cho đỡ tối." Chàng trai mù nói: "Chú rõ ràng biết cháu mù, còn đưa cho cháu đèn lồng, chú đang trêu cháu đúng không?" Người họ hàng nói: "Cháu tư duy như thế là rất hạn hẹp. Đường không chỉ có mình cháu đi, còn có nhiều người qua lại. Cháu cầm đèn lồng, người khác nhìn thấy cháu thì họ sẽ không đụng phải cháu." Chàng trai mù nghe xong gật gù công nhận. Ngẫm, tư duy hạn hẹp là tư duy theo quan điểm cá nhân. Tư duy tổng thể là khi bạn đặt mình vào một môi trường, hoàn cảnh tổng thể để suy nghĩ. Khi tư duy một cách có hệ thống, bạn sẽ phát hiện ra hành động của bạn luôn có sự tương tác với người khác. Mình hành động vì người khác, nhờ đó chính bản thân mình cũng được hưởng lợi từ những hành động đó. Câu chuyện thứ tư, câu chuyện ấm trà. Có một câu chuyện kể về một thanh niên vô tình nhận được một ấm trà vô cùng quý giá. Anh ta rất yêu quý ấm trà đó. Để tránh bị trộm cắp, anh ta thậm chí lúc đi ngủ cũng để nó trên đầu giường. Một lần, không biết mơ ngủ ra sao, anh ta xoay người, chẳng may cua tay vào ấm trà làm nắp ấm rơi xuống đất. Hoảng hốt mở mắt, anh ta vừa buồn vừa bực, miệng lẩm bẩm: "Nắp ấm chắc chắn là bị vỡ rồi, giữ lại ấm trà này còn có được tác dụng gì?" Nghĩ rồi, anh ta tiện tay với lấy ấm trà trên đầu giường, ném nó ra khỏi cửa sổ, rồi quay lại ngủ trong tâm trạng bực bội. Không ngờ rằng, ngày hôm sau ngủ dậy, phát hiện cái nắp vỡ rồi kia vẫn nguyên vẹn, nó bị rời trúng cái dép vải của anh ta. Cậu thanh niên khóc không thành tiếng, vừa tức vừa hối hận. Nhớ lại ấm trà đã bị ném ra khỏi cửa sổ đêm qua, giữ lại cái nắp không để làm gì? Vậy là lại tức giận, đập vỡ tan luôn cái nắp. Sau khi ăn sáng xong, anh ta chuẩn bị để đi làm. Vừa bước ra ngoài cửa sổ, vô thức ngẩng đầu lên thì thấy ấm trà không có nắp đang treo lơ lửng trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Bài học rút ra: hành sự tại nhân, thế sự tại thiên. Nghĩ lại thì ai không từng có một ấm trà treo trên cây trong đời? Nếu anh ta có thể bình tĩnh lại, xem xét lại sự việc thì kết cục đã có thể khác. Nhiều khi mới gặp phải chút chuyện thôi, chúng ta liền mất bình tĩnh, không nhìn nhận rõ sự việc,
thậm chí bốc đồng đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận và tiếc nuối. Trên thực tế, ông trời đã cho người thanh niên đó hai cơ hội để cứu vãn. Nhưng thật không may, anh ta lại chỉ biết hành động theo cảm tính. Vì vậy, số phận đã định anh ta sẽ phải mất đi vật mà mình yêu quý. Người ta nói rằng bốc đồng chính là ma quỷ. Phàm là làm việc gì cũng luôn phải suy tính trước sau. Nếu trước khi đưa ra quyết định, cho mình một cơ hội bình tĩnh lại để suy nghĩ và xử lý, cho bản thân thêm một chút nhẫn nại, nghĩ sự việc theo hướng tốt, vậy thì đời người sẽ bớt đi một phần tiếc nuối. Câu chuyện thứ 5, vị tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rụng trong chùa. Có một vị tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rụng trong chùa. Mỗi ngày phải cần rất nhiều thời gian mới có thể quét xong. Một người nói với anh ta, người hãy dùng cây cây thật mạnh cho lá rụng xuống rồi hãy quét. Như vậy, ngày mai sẽ không phải quét nữa. Tiểu hòa thượng nghe vậy cũng thấy có lý, liền cao hứng làm theo. Nhưng ngày hôm sau, lá vẫn lại rụng khắp sân chùa như cũ. Mặc cho người này hôm nay ra sức dùng mạnh cây, ngày mai lá vẫn lại rụng xuống như vậy. Suy ngẫm, dục tốc bất đạt. Mọi việc không thể nóng lòng làm cho xong. Bạn làm tốt việc của ngày hôm nay chính là có trách nhiệm với cuộc sống của mình vậy. Câu chuyện thứ 6, đại bàng và quạ. Loài chim duy nhất dám mổ đại bàng, đó là con quạ đen. Nó hạ cánh trên lưng đại bàng và mổ cắp vào cái cổ to của đại bàng. Nhưng đại bàng không hất con quạ xuống, nó không đấu tranh với con quạ, không tốn sức lực, thời gian với con chim nhỏ nhoi và xấu xí đó. Đại bàng chỉ dang rộng cánh và bay vút lên trời. Bởi vì càng bay tít lên cao, cao hơn cả những cơn bão, càng lên cao, không khí càng ít đi. Đối với con quạ lúc đó, nó không thở được, không thể đậu trên lưng đại bàng và phải tự nhả ra, cắm đầu xuống đất. Ngẫm, trong cuộc sống, khi bạn làm bất cứ việc gì, luôn có những kẻ như con quạ xấu xí kia vô tình phá đám quấy nhiễu bạn. Khi đó, hãy học cách ứng xử bản lĩnh như đại bàng. Có người đè đầu cưỡi cổ bạn, bạn vẫn bình thản. Có người cướp mất thứ quý giá của bạn, bạn bình thản. Bạn bè, người yêu, người tình, vợ hoặc chồng phản bội bạn, những kẻ xấu tính quay lại chống phá bạn, bạn bình thản. Bạn bình thản, không phải bạn là người thua cuộc, mà bạn đã xem những thứ đó không còn giá trị như ban đầu nữa, không quan trọng nữa. Và bạn đã mỉm cười cảm ơn đời, cảm ơn những gì họ đã đối xử tệ với bạn. Bạn bình thản để bạn giữ phẩm giá con người bạn không ngang hàng với họ. Hôm nay họ tệ với bạn thì bạn phải hiểu, bạn không phải là người đầu tiên và bạn cũng không phải là người duy nhất bị như vậy. Họ sẽ tiếp tục và tiếp tục sống với bản chất của họ. Tất nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Còn bạn, hãy thản nhiên nâng tầm đôi cánh cuộc sống bay vút lên trời cao để những kẻ như họ tự phải tách ra khỏi cuộc đời của bạn. Câu chuyện thứ 7, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Một người phụ nữ thanh lịch khoảng 40 tuổi dẫn theo con trai vào khuôn viên tòa nhà trụ sở một công ty nổi tiếng. Họ chọn một chiếc ghế băng dài ngồi xuống và ăn nhẹ tại đó. Một lát sau, người phụ nữ ném xuống đất một mẩu giấy ăn bẩn. Cách đó không xa, một ông lão đang tỉa cây nhìn thấy hành động đó, bèn lẳng lặng đến nhặt mẩu giấy vứt vào thùng rác. Vài phút sau, người phụ nữ này lại vứt thêm một mẩu giấy xuống đất. Một lần nữa, ông lão bước tới nhặt mẩu giấy ném vào thùng rác. Cứ như vậy, ông đã nhặt rác của người phụ nữ 3 lần liên tiếp. Người phụ nữ ngồi đó nhìn ông lão với ý khinh thường và nói với cậu con trai, con thấy không, nếu không chịu khó học hành, tương lai sau này con chỉ có thể làm những công việc tầm thường như vậy thôi. Sau khi nghe xong câu chuyện, ông lão liền đặt cái kéo xuống và tiến đến nói, xin chào, đây là khu vườn riêng của tập đoàn, hai người sao có thể vào được đây? Người phụ nữ cao ngạo trả lời, tôi vừa nhận được lời mời đến làm tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn. Đúng lúc đó, một người đàn ông vội vã tiến đến, đứng cung kính trước ông lão. Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu. Ông lão từ tốn nói, ta đề nghị miễn chức vụ của vị phu nhân này. Tiếp đó, ông tiến tới, xoa đầu và nói với cậu bé rằng, chàng trai nhỏ, ông hy vọng cháu có thể hiểu được rằng, trên thế giới này, điều quan trọng nhất
là về học cách tôn trọng người khác cũng như công việc và hoàn cảnh sống của họ. Vị phu nhân kia sững sờ mở to đôi mắt và không nói được gì cả. Ngẫm, trong cuộc sống phải có thái độ sống đúng mực, học cách tôn trọng người khác. Đâu cứ phải ăn mặc sang trọng, làm những công việc to lớn thì mới được coi là người đáng được coi trọng. Có biết đâu, những con người nhỏ bé làm những công việc bình thường lại là những con người không hề tầm thường. Quan trọng ở thái độ mỗi người khi ta chứng kiến, tiếp xúc cũng như đối xử với họ ra sao. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ mà đánh giá, bởi nét đẹp con người xuất phát ở nội tâm, ở tấm lòng cao cả và sự thánh thiện. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.